Vâng nhá, em xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh em nhá. Vâng, em lên sóng quay. Vâng, theo nhu cầu của khách thì bảo quay test cho cái con Onkyo Third CD Onkyo C705TX. Vâng, đây đây là cái con 705TX theo anh yêu cầu nhá. Đấy. Ok, CD này. Ra vào này. Đó. Ok nhá, 4 5 lượt rồi. Rất ok đúng không ạ? Tắt nguồn này. Đó. Mở nguồn này. Tắt nguồn này. Mở này. Tắt này. Ok chưa? Mở này. Đó. Ok nhá, các phím chức năng em thử. Lên nhạc này. À đây, trước khi lên nhạc thì em quay sau trước. Đấy. Ở đây thì em kết nối cả hai cái luôn này. Thứ nhất là đầu AV out này. Đấy. Thứ hai là đường quang này. Ok chưa? Đấy. Made in Japan và sử dụng điện 100V nhá. Made in Japan và sử dụng điện 100V. Và cái số seri để các anh nhận hàng này. Số seri này. 13X391185. 13X391185. Đây chính là cái số seri để các anh nhận hàng nhá. Đấy. Nó có hai optical in này, hai optical out. Đây. Có thêm một cổng nữa bên này. Đó. Bên này thì em đã kết nối dây sẵn rồi. Ok. Đó. Rồi, em đang mượn một cái con công suất ở đây để cho lên nhạc nhá. Em phát này. Đó. Quá hay. Dừng này. Phát này. Lách bài này. Đó, đây là đang chạy đường quang nhá. Em đang thử đường quang nhá. Đấy. Em chuyển sang cái cổng CD này. À, em xin lỗi. Chuyển sang cổng AV nhá, chuyển sang đầu AV. Đó, AV. Em thử rút dây nhá. Đó, rút dây không có nhạc nhá, cắm trở lại này. Dừng. Đó. Phát. Dừng. Phát. Quá ok đúng không ạ? Vâng, em rất là muốn các bác thử thêm nữa. Nhưng mà vì cái nhạc nước ngoài nó là bản người ta đánh bản quyền rất là cao. Đấy. Người ta đánh bản quyền cực kỳ gắt luôn. Riêng cái nhạc nước ngoài này. Em ở bên này thì hiện tại đang không thấy cái đĩa CD tiếng Việt nào ở đây. Ok thì đấy, ok, đấy, Nhật hay là quên tiếng nào thì tiếng thì em vừa thử cho các bác là đều ok rồi đúng không ạ? Đấy, đây. Đó, có ok nhá. Đấy thì giá con này thì như em nói trước em quay rồi nhá. Đấy, giá là 1,2 triệu, vâng. Đấy thì bác nào mà đã chốt hay là anh thấy ok thì luôn luôn chèo nhá. Vâng, em xin phép là kết thúc video tại đây. Xin chào các bác và hẹn gặp các bác tại video tiếp theo em nhá.